Ok, hello, xin chào mọi người, mình là Kia. Thì hôm nay mình sẽ chơi Roblox Go Kids Simulator. Thì hiện tại là sắp tới, SEA Games người. À, ngày mai, ngày mốt là Việt Nam đá gì đó. Đấy, bây giờ là cô đang cố gắng để mà có thể gia nhập được đội tuyển. À, nhưng mà để mà gia nhập được đội tuyển thì cô phải cặp đá mọi người. Đấy, cô phải cặp xuất xa. À, có nghĩa là cô đứng từ kia, cô đứng ở đây nè, cô đứng từ cái goal ở bên cô đá một phát một qua tới thẳng goal đối thủ luôn. Đó, phải như vậy nó mới chất. Rồi ok, nhưng mà trước khi bắt đầu vào game á thì game này hiện tại là đang có 3 code nha mọi người. Và 3 code nó đều cho mình tiền hết. Đây, code đầu tiên đây. Đầu tiên là mọi người sẽ kích vô đây nè, mọi người sẽ kích vô cái con có con này là con gì, con chim. Hả? Đây. Roblox World Out. À, cái này là code code thưởng. Code thưởng. Đấy, redeem cái là mình sẽ được 5k tiền. Ngon. Ok. Code thứ hai của nó là code release. Đấy, release đây. Đó. Code release là được khoảng 1.500 tiền. Rồi code thứ ba là code Night Gold. Đây, Night Gold. Đó, lên được khoảng 7. Ôi giời ơi, quá trời tiền luôn mọi người ơi. Ôi, skin đấy. Đó, đây đây là sẽ là skin của sơn. Người ta thường nói là sơn súng đúng không? Còn đây là mình sơn banh. Mình phải sơn banh thì mình đá nó mới chất được. Ok, cô sẽ sơn cái banh chân em phế. À phải. Ok, mở. Uầy, nghĩ sao nó cho cô một cái bóng 29, nó không hiểu luôn á, thề. Thôi mở một cái thôi, tôi nghĩ là 4%, 1.4 thôi, kệ 1.4 cũng được đi. Rồi, ok. Ở đây sẽ là mình sẽ upgrade nè, upgrade gồm có sức mạnh nè. Mình phải đá cho sức mạnh cho nó trâu ra, cho nó mạnh ra một chút. Vô, hai lần đi. Accuray cũng hai lần luôn. Speed ray, oh, speed một lần thôi. Speed lần 2 có 9.000, ôi thốn thế nha. Ok, rồi bây giờ là tôi sẽ, oh, ở đây có nhân 2 nè mọi người. Khi mà mọi người đứng vô cái khúc này nè, đó mọi người sẽ bấm đá xúc, đó là trong đó là mình sẽ được nhân 2 tiền. Còn không bình thường thì mọi người cứ đứng đây mình mọi người đá. Đấy, đá đứng xa mọi người thấy không? À, đá đúng xa luôn. Ok, cô đứng xa ra đây một chút xíu nữa. Đá vô. Ok, vẫn đá tới mọi người, ngon, vẫn đá tới là được rồi. Ủa cái này, à cái này phải mua nha, mua. Tôi mua một cái rồi kính kiếp, rồi mua xong. Đứng đây đá. Giờ không biết đá tới không nè. Đá tới á mọi người, nhưng mà nó không có chính xác. Tôi đá tới đó, nhưng mà nó không có chính xác. Bây giờ là tôi phải đứng gần lại một chút xíu. Ơ, có nhân 2, có nhân 2, có nhân 2, có nhân 2. Wow. Ok. Đây, nhân 2 đây, nhân 2 đây, nhân 2 đây. Mấy cái thứ nhân 2 này là tôi rất là cần. Vô. Ôi, sợ quá trời đã luôn. À, khoan coi coi. Để coi thử coi bây giờ mình phải đứng gần lại một chút xíu. Để coi thử coi bây giờ là khoảng bao nhiêu là mình có thể ơi vậy mà không được hả? Tào lao vậy? Rồi, upgrade cái nha mọi người. Không phải upgrade mà đi về á. Đây, 12.000 là tôi sẽ được một cái skin khác nè. Ôi, có skin gốc cây. Skin bằng đá. Chứ gì? Skin đá, rồi skin gỗ, skin nước. À, skin băng. À, cái này là băng nha. Đấy. Rồi, đá nè. Đó, nguyên cục đá luôn nè. Phải nồi nắm nữa chứ. Trời ơi, sao đâu ra mà nhiều thứ thế? Keep đây. Rồi bây giờ tôi phải kiếm bằng được cái nhân 2, tôi phải kiếm cho bằng đủ cái 12.000 mới được mọi người ơi. Tôi phải đứng đây tôi cặp đá thôi. Nói thật, tôi mà đứng đây tôi đá vào á là tôi đủ tư cách để tôi tham dự rồi ngoài đời nha mọi người. Đấy, đó là tôi đủ tư cách là tôi đứng á, tôi đủ tư cách để mà tôi tham dự một đội bóng rồi đó. Đấy, mặc dù không được đội bóng quốc gia thì cũng phải đội bóng gì gọi gì gọi là gì coi gì cơ. để nào nhớ là kính kiếp. Rồi, rồi vô. À câu lạc bộ. À đúng rồi. Đấy. Ngon. À, ok, sắp đủ 12.000 rồi, 9.400 rồi. Ờ à, mọi người thấy không? Đứng đúng xa luôn rồi đó. Cái gì vậy? Có 31 rồi không vô luôn mà. Hình như là cái 100 đó là độ chính xác hay cái gì đó. Không phải. À không phải là đội chính xác. Đây, không phải là đội chính xác mà là sức mạnh. À đúng rồi. Vô. Đấy. Ôi giời ơi, vô trong đó là chỉ có xác định là đúng mà là chuẩn thôi chứ không có gì hết á. Ôi chật rồi. Nếu như mà tôi đá nhẹ thì như thế nào? Đây, ví dụ như có đá tầm chừng 70 mấy thôi thì nó sẽ không vô mọi người. Vậy cái đó là cái vòng xoay đó là cái gì nhỉ? Nè. Đó. Vô nè, thấy chưa? Giống như cái này là sức mạnh thôi. Ơ à, là cái sức đá thôi.
đó, sức đá thôi. Tại vì nếu như mà cô đứng xa mà cô đá, cô đá mạnh quá là nó bổng vô. Thế mà trúng được cục dọc cũng hay nha. Ok đủ rồi, thôi đi về. Đi về. Mua một cái đã rồi cái đi. Bùm, cái vỏ cây. À quên chưa bấm. Lộn, phải tích chuột vô nó mới bấm chứ. Ôi giời ơi, à một cái quả bóng bằng đất hả? À bằng đất hả? Nãy giờ cô cứ tưởng nó là bằng đá chứ. Nó bằng đất mọi người. Nè, bằng gỗ đất. Bằng gỗ đất rồi gốc cây. À, vậy nó mới đúng. Ôi giời ơi, nhân 18 luôn. Kinh đấy. Thôi tôi xe bớt, tôi tạm thời xe trước hai cốt cho mấy thanh niên này. Đấy. Rồi, upgrade mọi người. Upgrade độ chính xác đi. Tại vì sức mạnh của tôi vẫn còn đủ sức để mà chơi được mà. Đấy, giờ tôi đứng xa ra. Khoan, có nhân 2 ở đây. Đấy, làm gì làm phải vô nhân 2 trước. What? Để coi lên được bao nhiêu tiền. Ôi trời ơi, 18.000. Còn gì để mà nói nữa. Quá khủng khiếp. Ôi, cái này là độ chính xác chưa tới nè. Cái này là độ chính xác không tới nổi rồi. Xa quá. Đá chật hơi nhiều. Từ từ. Phải tiến lại thêm một chút xíu nữa. Tại vì hồi nãy là tôi chưa có đủ tiền để tôi upgrade. Ơ, cái gì vậy? Không được rồi. Tôi phải upgrade cái độ chính xác lên thôi mọi người ơi. Nè, thấy không? Cái banh nó cưng quá. Tại vì tôi đá kia này cái banh nó cưng quá. Không được. Nhẹ lại. Đó, bảy mấy là chắc ổn nè. Vô. Không được luôn. Khó vậy. 55 được không? 55 là nó càng chật nữa. Thôi. Đứng gần lại chút cho nó chắc ăn ha mọi người. Đấy, đứng gần lại chút xíu nữa là ngon. Còn một cốt nữa đó mà bây giờ phải đi copy nó mất thời gian quá nên thôi từ từ đi. Ngày mai coi tính. Đấy. Ok, 40 mấy ngàn rồi. Đó. Ôi, qua map tiếp theo 200 lần hả? Khủng khiếp vậy. Ôi, có nhân 2 mọi người, có nhân 2. Có nhân 2 ở đây, tôi phải qua nhân 2 mới được. Ok, 80 mấy là vẫn chắc chắn là vô rồi. Chắc chắn là vô luôn, khỏi cãi luôn. Đó, bây giờ là tôi sẽ upgrade. Cái sức mạnh là tôi sẽ không upgrade đâu. Tôi sẽ upgrade cái độ chính xác lên. Speed nâng upgrade lên luôn nè. Ok, rồi. Đấu. Hết tiền rồi. Bây giờ là cô có thể đứng xa ra cô đá được rồi nè. Đấy, bây giờ cô có thể đứng xa ra cô đá được rồi nè. Đấy, cô sẽ đứng sát dách ngay chỗ này cô đá thử cho mọi người coi. Vô. Vô cho tôi. Ui giời ơi, còn chút xíu nữa. Nhẹ thôi. Đấy, vô nè. Ôi, mọi người thấy chưa? Vô. Tôi nói vô là vô mà. Khoảng cách này phải nói là nó quá xa rồi. Cái sân bình thường là đã 150m hay 100m vậy quên rồi. Nó cộng thêm một cái khoảng sân như thế này nữa thì tôi đá là quá xa luôn rồi đó mọi người. Thiệt. Thôi, tôi đứng gần lại chút xíu. Ơ, đây. Nhân 2 kế bên đây mọi người. Nhân 2 kế bên đây. Tôi phải lấy cái nhân 2 đó. Đây, nhân 2 đây. Rồi, vô. Đấy, đó có nghĩa là bây giờ mình phải upgrade cái độ chính xác của mình lên nữa nó mới được. Độ chính xác của mình nó vẫn chưa chuẩn chỉ lắm. Đấy, nếu như mà có đứng góc này thì được nè. Còn bây giờ cô thử đứng xa ra thêm chút xíu nữa nha. À, ra xa thêm chút xíu nữa, nó vẫn được mọi người. Nó vẫn được. À, ra xa thêm chút xíu nữa. Vô. Ôi giời ơi, vẫn chuẩn chỉ tiếp nữa. Vô. Ôi giời ơi, vẫn chuẩn chỉ tiếp nữa. Yo. Ôi, vẫn ngon. Ôi giời ơi, vẫn ngon. Yo. Ôi, vẫn được mọi người. Đấy, thấy chưa, vẫn được. Đấy, thêm một phát nữa nè. Để nữa, vô. À, cái đây là hết chính xác rồi. Cái đây là không thể nào chính xác nổi nữa mọi người. Cái đây là không chính xác nữa. Vậy là chỉ có ở mức này là đẹp rồi. Đấy, mức này là vô đó. Ây, rồi mém nữa là hụt rồi. Vô. Ở chỗ này vẫn không được nữa hả ta? Khó vậy? Tôi bây giờ tôi phải cố để dành khoảng 200. 95 rồi. Để coi có nhân 2 ở đây không cả. Đây, có nhân 2 sau lưng nè. Đó, vậy là đứng ngang góc này là được. Sút. Vô. Chấp
đừng hỏi tôi mà vô mấy cái tôi mà đá như vậy mà vô được mấy cái câu lạc bộ hoặc là đội tuyển quốc gia, phải trả lương tôi tiền tỷ tôi mới chịu đấy. Phải trả lương tiền tỷ tôi mới chịu đấy. À, suốt vậy là huyền thoại luôn rồi. suốt xa như vậy là quá huyền thoại rồi, còn muốn gì nữa. 99 phát, 99 lộn 100 phát, ăn 99 phát là còn nói gì nữa, còn muốn nói gì nữa đâu, đúng không? Không, 100 phát mà 99 phát thì nó hơi lố, 100 phát là 90 phát, à, chú ăn 90 phát thôi. Đấy, ok. Quất luôn. Ui, trời ơi, còn gì để mà nói nữa đâu. Mấy thầy niên này hình như cũng có người chơi có kinh đấy. Có người đá xa hơn tôi luôn nè, đá 52 nè. Tôi mới có 510 thôi. Nhớ đủ 200 chưa? Đủ 200 rồi. Ôi, à đây, trước khi đi thì đá cái đã rồi tính tiếp. Kiếm thêm được mớ nào kiếm chứ. Ngon. Rồi. Mua 200 luôn. Vâng, nhưng mà sau khi mua vậy xong thì bây giờ mình cũng đâu có tiền nữa mà mình upgrade đâu. Nó cũng như không, bây giờ mình cũng phải chạy về đây thôi. Cái gì để mà mình lên được trên đó mình cũng phải upgrade. Mình phải upgrade nó mới được. Nó mới chính xác được. Khổ lắm. Đấy, bây giờ kiếm thêm một chút xíu nữa rồi tôi đi upgrade luôn. Ôi trời ơi, mọi người thấy cái gì chưa? Tôi đang tính vô đây, tôi coi thử rồi có giá tiền hay cái gì không. Tôi vô đây tôi thấy là premium được nhân 2 trong vòng 5 phút. Ôi trời ơi. Ngon vậy trời. Ôi trời ơi. Game nó ưu ái cho tôi quá mà. Game nó quá ưu ái cho tôi luôn mà. Thôi, về upgrade cái rồi kính tiếp. Đấy, upgrade lên. Rồi bây giờ mình nhiêu đây? 215 đúng không? 215 thì dễ rồi, 215 thì tôi có thể qua cái park luôn. Ôi trời, đá gì đâu mà xa vậy? Đứng đây không biết đá tới không nữa. Vô. Ôi trời ơi, cái gì đây? Ôi trời ơi. Ôi nó qua luôn kìa. Vâng, rất khủng khiếp. Ôi vậy mà vô được luôn hả? Không tin luôn á. Ôi trời ơi, vô thiệt luôn kìa. Khoan, còn đứng xa ra thêm chút xíu nữa. Vô. Vô. Trời, 708 rồi mọi người. Xa thêm chút xíu nữa. Vô. Ôi giời ơi, vẫn vô. Vô. Ôi giời ơi, ngon thế nha. Ngon thế nha. Vậy rồi. Ôi giời ơi, vẫn vô luôn. Ôi giời ơi, vô luôn, ôi trời ơi. Quá khủng khiếp. Ờ, cái cú hồi nãy là ăn may đấy mọi người. Cái cú hồi nãy là ăn may đấy. Thôi. Bây giờ cô đang cố để dành khoảng 250 bao nhiêu ta? 250 mấy tiền. 215 tiền chứ. 215 tiền là được rồi. Mà tôi không biết là đá trúng mấy cái khinh khí cầu đó là mình có được cái gì không nè. Đó, khinh khí cầu đó đó. Đó, mọi người thấy chưa? Thấy đá chuẩn chỉ không? Đứng đây đá là ngon. Ok, vô. Ui giời ơi. Ok, thêm một phát nữa là đủ thôi, thêm một phát nữa là đủ kìa ơi. Vô luôn. Ôi, dư, đi về thôi. Tôi sẽ mua cái trái banh, mua skin banh trước. Ôi, nó mà đưa ra cái banh ga này cũng đỡ ha. Tôi sợ nó đưa ra mấy cái banh bình này á chứ. Banh ngon đi. Ôi, sụp banh cam. Banh lava nó mới tức chứ. Banh lava thì nó làm gì nữa. Banh lava có 47 hả? Ok, 47 cũng được đi. 47 cũng được đi. Không nên đòi hỏi. 47 là đẹp rồi. Không nên đòi hỏi. Hãy coi nè, coi xuống vô một phát là tiền lên như nước luôn nè. Ôi trời ơi, một phát 40 mấy ngàn. Quá khủng khiếp. Chậm thôi anh. Ôi trời ơi. Này còn gì để mà nói nữa đâu. Ôi trời ơi. Vô luôn nè. Đấy, mọi người thấy cái gì chưa? Vô luôn. Khiếp. Chỗ toàn đá gốc chết không à.
Vô. Ok. Rồi. Bạn được 200 mấy rồi đúng không? 200 mấy thì cô về cô sẽ mua thêm cái trái banh không ta? Có nên mua thêm banh không? Hay là cô nghĩ là khỏi mua nha. Cô nghĩ là chỉ cần upgrade tiếp cái accuracy. Accuracy rồi bên kia có cái gì kìa? Bên thấy bên này nè, đây bên này nè. Nhưng mà có cách nào qua bển không? Bên kia là King of the Hill đấy chứ. Rồi nhưng mà làm sao qua được bển ta? Ờ không vô được cái này rồi. Hơi hẻo rồi, từ từ. Để cô coi thử coi có cách nào để mà vô trong đó không? Không vô được nè, không vô được, bên này không vô được. Bên này cũng không qua được. Ôi, vậy thế nào làm sao mình có thể qua được bên đó ta? Hơi cấu vậy? Đó, bên kia King of the Hill mới vãi chứ. Ok, vô, ngon lành liền. Thôi, à đây, nhiều khi đi vô đường này đúng không? Ờ không thể. Thôi, đi về mua thêm mấy cái kia đi. Nâng cấp lên rồi tính tiếp. Bây giờ cô sẽ upgrade cái accuracy hả? Accuracy nè. Upgrade thêm một cái nữa không? Hay là một thôi? Một. Hai. Ba. Ok, đẹp rồi. Như đây thôi. Rồi cô mua thêm một cái này nữa. Ra cái nào ngon ngon một chút. Ra cái nào ngon ngon một chút. Ra ngon ngon cho tôi. Sao lại là trái banh lava nữa trời ơi. Đưa cái gì không đưa, đưa ngay cái trái lava là tôi không hiểu luôn á. Thiệt. Nó y chang nhau có khác cái gì đâu trời. Ôi trời ơi. Không ổn rồi. Thôi bây giờ cũng may là tôi có upgrade được cái kia là bây giờ đá xa nhất của tôi là được. Như thế nào? Ủa sao nó không để, sao nó không để qua bên đây mà nó để xa vậy? Cái vụ này nè, nó không... Vô mọi người. Ấy, bây giờ của tôi là mấy cái kia nó dư rồi, thiệt. Mấy cái kia là nó dư rồi. Tôi đang còn up. Ủa, cô đang còn nhân 2 kỳ không? Ấy chết. Để coi thử coi còn nhân 2 không. À, cái này là nhân 2 coin. Ủa, nhân 2 coin là sao? Premium là được nhân 2 coin. Phải rồi. À premium mới được nhân 2 con. À ra là thế. Ui giời, khoan cần để đi để coi thử rebirth được bao nhiêu đây. 1 triệu là mình được rebirth nè mọi người. 1 triệu là mình sẽ được rebirth nè. Thôi. Đá nhiêu đây là đủ vô đại kỷ rồi. Thôi cứ đi vô đại kỷ, đăng ký vô đại kỷ đây. Bye bye anh em. Ấy thì nếu như mọi người thấy thích video này đừng quên vào lại cho mình một like, một share và đừng subscribe channel của mình để nhận thêm nhiều video mới nha. Bye bye.